Chiều ngày 5 tháng 8, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao huân chương chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ.